Chào tất cả anh chị trở lại với shop Beta HCM. Hôm nay là đợt cá mới nha. Đợt cá hôm nay thì có góp mặt của những cái con hấp mun. Những cái con hấp mun em lên ở đầu clip, còn những con đuôi ngắn thì ở sau clip nha anh chị ha. Thì cũng lên đâu đó được 7-8 mẫu hấp mun anh chị, đặc biệt là có những con Dumbo. Em thấy lúc này là anh chị hỏi em mấy con Dumbo rất là nhiều. Thành ra là hôm nay lên cũng được vài mẫu Dumbo màu khác lạ rất là đẹp nha. Và những cái con hấp mun ở đây á đều kích thước từ 6 tới 7 xăng lu đu nha anh chị, nói chung nó cũng trung bự rồi đó. Anh chị về mình thả những cái hồ mà thi sinh á thì rất là đẹp luôn. Thì đối với những con hấp mun á, anh chị chỉ cần là mình thường xuyên mình thay nước một xíu ha, với mình hút cặn giữ cho nước sạch thì những con này nó anh chị chơi sẽ được lâu hơn nha. Còn đuôi ngắn thì nó sẽ dễ hơn một xíu. Bên em thì đơn từ 200 sẽ được miễn ship nha anh chị ha. Và cá thì em sẽ bảo hành cho anh chị khỏe mạnh tới tận tay anh chị luôn. Và nếu mà trong quá trình vận chuyển nó có rủi ro trục trặc gì thì bên em sẽ gửi cá hát hoặc là hoàn lại cho anh chị nha. Rồi, con hấp mun số 4 này, mấy con này sẽ lớn anh chị ha. Nói chung em nói cỡ 6-7 xăng chứ nhầm con hơn luôn anh chị. Nó kè gần như là nửa cái hồ luôn ha, rất là đẹp. Đa số em thấy các anh chị mà chơi bắt những con hấp mun thì thường là set up những cái hồ kính, sau đó là set up thêm những cái cây thủy sinh và để trên bàn làm việc hoặc là để trong nhà trông rất là đẹp nha anh chị. Còn những anh em mà chơi đuôi ngắn thì thường chơi nó có vẻ đơn giản hơn ha. Chỉ cần một cái hồ kính thôi, ít trang trí cây đồ cũng rất là đẹp. Còn những con hấp mun thì em thấy là có rong đụng xíu vô thì nhìn nó sẽ sinh động và nó đẹp hơn ha. Tại vì nó nhìn mấy con này nó rất là phụng vĩ, nó bơi rất là lả lướt. Bé này rất là đẹp luôn anh chị ha. Rất là đẹp luôn. Đuôi ria rất là ok, những cái hậu ha. Đó. Thì trước đây những cái con mà chắc cỡ mười mấy năm anh chị thì có những con đuôi chổi nó cũng ria như vậy. Bây giờ người ta lai tạo ra thì những con này cái đuôi nó đã từ 180 độ rồi. Bé này thì cũng rất là đẹp luôn. Bé này thì đuôi móc anh chị ha, đuôi móc rất là đều cá, không hề bị rách luôn nha. Mấy con hấp mun này mỗi khi đóng thì rất là kỹ anh chị, phải đóng cái bịch nó to. Thứ nhất, thứ hai là trước khi đóng những con hấp mun thì em thường sẽ nó cho nó ăn no ha, để giảm cái tình trạng mà con cá nó cắn đuôi. Bé Dumbo này cũng rất là đẹp luôn, đuôi viền nha, viền trắng, tay bơi rất là ok. Những con Dumbo anh chị nuôi lâu thì nó còn lên tay bơi rất là nhiều nha. Như con này thì nuôi thêm thời gian nữa nó khả năng nó dài ra đó. Rồi từ số 10 cho tới số 29 là những con đuôi ngắn nha anh chị ha. Hôm nay thì những con đuôi ngắn có em có lên được một con Metallic ha, lên thử, nhưng mà con đó nó cũng tương đối rồi anh chị. Để lứa Metallic này nó khá là tơi, em để tính là dưỡng tầm 2 tuần nữa em sẽ lên luôn. Rồi con số 10, số 11 sẽ hạ hai con nghiêng về classic một xíu anh chị ha. Mấy con đuôi ngắn thì nó cũng xây trung rồi, nó từ 3.7 tới gần 4 xăng luôn đuôi đó. Có một vài con thì được 4 xăng, như con này thì nó phải gần 4 xăng anh chị ha, gần 4 xăng đó. Bé này thì nó còn khá là tơ, thành ra màu nó còn ít, anh chị nuôi thêm thời gian nữa màu rất là chuẩn, sẽ còn đẹp hơn nữa rất là nhiều nha. Nhiều khi anh chị thấy cá bên em á, nó màu nó lật, tại vì nó tơ anh chị, màu chưa có đủ nữa ra là nó thấy nó chưa có chuẩn đẹp. Anh chị nuôi thêm tầm 3 tuần nữa, 1 tháng nữa thì sẽ rất là khác biệt nha. Thì cá nói chung là cá không có kịp lên anh chị, là anh chị ủng hộ rất là nhiều. Nói chung là cũng được anh chị thương, yêu quý, ủng hộ. Nên là những con cá này chưa kịp lớn luôn là em đã chia rồi. Thành ra những con này em chia giá cũng mềm thôi. Như con này nè, anh chị thấy á, là cái nền nó cam nhạt đúng không? Con số 12 là nền cam nhạt, nếu mà con đó mà ngâm thêm tầm 3 tuần nữa thì cam nó sẽ rất là đậm và những cái vảy galaxy trên người rất là nhiều. Thì con đó là chất nó galaxy rồi thì con nó sẽ giá trị hơn rất là cao nha. Rồi 13, anh chị nào mà thích multi candy thì có thể chọn cái này. Vảy này thì vảy đuôi xanh 3.7 xăng, con này còn chưa có bung hết ha. Thì để em chia sẻ cho anh chị cái bí quyết nho nhỏ ha. Đối với những cái anh chị mà mình thích những cái bầy của mình mà nó lên màu sớm á, thì mình có thể chọn những con vảy mãn mãn như vậy nè, thì cái tỷ lệ các con nó phủ màu lên sẽ rất là nhanh. Còn nếu mà anh chị chọn những con mà galaxy hoặc là bích mình á, thì thường là cái tỷ lệ lên màu nó sẽ chậm hơn nha. Đó. Còn em chưa xét về cái gen này, coi như là cái gen nó sẽ như nhau đi. Đó. Thì
cái tốc độ lên màu của những con Classic ấy, nó sẽ nhanh hơn so với những con Galaxy. Bé 15 nha, con này thì nó nghiêng về con Candy rồi anh chị, vảy xanh khá là nhiều. Đó, được cái là bộ đuôi nó rất là lớn ha, con này được bộ đuôi bự. Bên này nuôi thì nó còn bung rất là nhiều luôn, con này tầm 3.7 xăng luôn đuôi. Cá bên em thì nó từ khoảng gần 4 tháng nha anh chị, gần 4 tháng tới 4 tháng hơn xíu tùy con. Mấy con coi này thì nuôi cũng khá lâu nó mới lên màu chị, phải từ 4 tháng. Chuẩn thường là 4 tháng 4 rưỡi là nó trung bình của nó là lên mới lên đủ màu được. Anh chị nào mà thích Classic nền vàng thì có thể chọn bé này. Con này có tông nền hồng xíu ha. Nếu mà chuẩn thì con này nó là con Nemo Galaxy nha anh chị, nhưng mà nó mảng màu hồng nó khá là ít nên mình gọi là con Classic cũng được. Đó, tông nền vàng nha. Bé này thì màu rất là đậm luôn, rất cực kỳ đậm. Cá tơ nhưng mà màu đã cắt mảng đậm rồi, anh chị nuôi thì nó còn sẽ đậm rất là nhiều. Theo em á, những con cá bên em á, anh chị nuôi, anh chị bắt về á, để chuẩn thêm một tháng nữa thì bảo đảm con nào cái màu nó cũng chất lượng hết nha anh chị. Tại vì em thấy rất là nhiều anh em lên cá chủ full màu rất là nhiều, còn bên em thì em lên tơ tơ mà thành ra nó chưa có chuẩn màu hết anh chị, chưa chuẩn màu hết. Thì em có chia sẻ rồi là chưa kịp lên đã anh chị đồng hồ rồi. Thì em hổng là em có một cái lứa mới, lứa multi cũng rất là đẹp mà chưa lên màu, thì cũng có một vài anh đã đặt trước luôn rồi đó. Rồi đây là một bé Nemo Galaxy nền vàng nha anh chị. Anh chị nào mình yêu thích nền vàng thì có thể chọn những bé này. Thì cách đây khoảng tầm 1.5 năm á thì những con nền vàng thì khá là hot anh chị, và nó cũng làm ra ít lắm, thành ra giá nó rất là cao. Còn bây giờ thì đa số anh em làm ra nền vàng nhiều rồi, thành ra những con này giờ giá nó cũng tương đối thôi. Hiện tại thì em thấy cái dòng cá mà cũng đang hot hot bây giờ chính là những con Metallic ha. Metallic bên em thì Metallic vẫn có làm đó, nhưng mà chưa có lên được số lượng nhiều anh chị, nó không có làm nhiều được như con này, thì tỷ lệ lỗi nó cũng cao lắm. Nhưng thành ra là có những đợt em lên rồi có khi em ngưng, khi nào cá lên thì em mới đăng cho anh chị được. Thì hứa hẹn là tầm tuần nữa tới 2 tuần thì em sẽ lên những con Metallic nha, có đuôi star. Thì cách đây khoảng vừa đợt sau Tết á, em có lên một lứa Metallic nhưng mà được mấy chục con á, mấy chục con anh chị, nhưng mà chưa kịp, không có kịp đăng clip anh chị, thì khách sĩ đã bắt hết rồi, nó bị hút hàng quá. Thì cái lứa này khách sĩ cũng có hỏi nữa, nhưng mà em lên số lượng ít nên thành ra là em để chia lại cho anh chị ở theo dõi kênh của em ủng hộ để sở hữu mình chơi ha. Mã 20, anh chị nào mà thích mảng mà rõ rệt thì có thể chọn cái này, mảng đậm lắm, đậm luôn. Trong phân khúc 100 nha. Bé này thì tông nền đỏ, cam nhưng mà cam ngã vàng nha anh chị ha. Quá trời đậm rồi. Cam đỏ mà đen, mảng nào cũng đậm hết. Con này thì nó có một xíu giáp mặt nha anh chị ha, mắt giáp mặt bên phải ha. Thì em thấy là đa số anh em chia những con giáp mặt giá cao á, nhưng mà em cũng chưa biết tại sao là những con đó giá trị cao nữa. Em cũng chưa rành cái này, không hiểu lý do tại sao ha anh chị, chưa biết. Còn đối với em thì những cái con cá nào mà nó em thấy là nó phân bố màu hoặc là những màu sắc sặc sỡ thì form này kia thì em mới định giá là con giá cao thôi. Còn những cái vấn đề giáp mặt thì em chưa rành. Rồi anh chị nào mình thích Classic thì có thể chọn bé này ha. Con này tông màu rất là đơn giản thôi, màu đỏ là chủ đạo. Nếu mà nhìn sơ qua thì anh chị nhìn tưởng nó một con Corvette ha, mà bé này trong cái đầu nó có vàng anh chị ha, nó là trong bè Nemo nền vàng ra. Form cũng rất là cân đối nha. Rồi đây cũng là một cái bé cắt mảng rất đẹp. Con này là mảng nào ra mảng đó luôn. Đen thì đen rất đậm, vàng cũng vàng rất đậm luôn. Con cái là vô kè, nó hơi kè không có mạnh vậy, thành ra nhìn cái form nó bung không có hết. Con này nếu mà nuôi tầm 3 tuần nữa thì bộ form nó sẽ bung hết mức ha. Bung hết mức và cái lúc đó cái màu nó sẽ là màu chuẩn nhất. Trong phân khúc 100 thì anh chị cũng có thể sở hữu một bé multi như thế này, màu cũng rất là ok, rất đậm luôn.
Trong quá trình vận chuyển anh chị ha, thì anh chị lưu ý giúp em là con cá sẽ bị nhợt màu xíu nha anh chị ha. Mình thả giúp em khoảng 30 phút nó sẽ đậm lại nha. Tại vì nhiều khi anh chị thấy ở trên clip á, nó đậm nhưng mà nhận thì nó nhạt. Nó em sợ là anh chị hiểu nhầm là không giao đúng cá ha. Thì em chỉ một vài anh chị mình mới chơi á, thì em sợ điều đó nên em mới nói trên clip thôi. Còn đa số anh chị mà đã ủng hộ em rồi thì hoặc là chơi cá này rồi thì cũng có biết rồi. Mình thì mình đi xe mình còn mệt mà anh chị ha, con cá đi mấy ngày trời trong trong bịch thì tất nhiên nó có sẽ bị tái màu là chuyện bình thường. Thì em đảm bảo với anh chị luôn là ở ngoài những con cá này á, màu phải 90% trở lên, hoặc là có những con nhìn ở ngoài rất là đẹp luôn nha anh chị, đẹp hơn trên clip nữa. Ở trên clip em thấy nhiều con em quay rất là xấu luôn á, mà ở ngoài thì rất là đẹp. Mà 24 nha, mà 24 con này cũng cắt mảng rất là ok. Mà 25 con này là trong bầy metallic nha anh chị nhìn kỹ nha. Trên người nó thì có thể là chưa thấy vảy metallic ha, thì nay là cái con lên sớm màu trong bầy metallic thôi. Thì em lên trước, nhưng mà anh chị để cái đuôi nha, cái đuôi đó thấy không? Đó, cái đuôi là ánh metallic rất là khác biệt liền. Thì tầm 2 tuần nữa, 1 tuần hoặc là 2 tuần nữa thì em sẽ lên, đợi mấy con kia nó phủ màu em sẽ lên ha. Còn cái con này là con lên màu trước, nhưng mà nó không có rõ metallic lắm, nên em để cho anh chị trong khúc 150 về mình chơi trải nghiệm nha. Rồi trong khúc 100, con này màu cũng rất là sặc sỡ nha, vậy nhuyễn luôn anh chị. Bé này thì đâu đó tầm 3.7 xăng luôn đuôi thôi, nó sẽ trung thôi, chưa có bự lắm. Con này mà đợi được 4 xăng á thì rất là đẹp. Đây màu nó đẹp rồi, đợi 4 xăng thì cái form nó sẽ bung hơn. Kỳ hai màu luôn, một màu vàng một màu trắng, một màu vàng một màu đỏ anh chị ha. Sung quá sung luôn. Anh chị nào mà là thích hàng độc là lạ thì hàng sưu tầm thì có thể chọn cái này. Trong những cái clip trước em có lên cái bộ này nè, được mấy con là lạ thì anh chị hỏi, cũng có hỏi em là con này là lai giữa con gì với con gì ha. Thì không có giấu gì gì luôn, cái con này là em đá một con metallic. Một con metallic với một con file nha anh chị ha. Like một con metallic với một con file. Nhưng mà khi mà anh chị làm con metallic thuần á, thì trong cái bầy của anh chị nó sẽ ra rất là nhiều con candy, rất là nhiều con candy ha. Và một số lượng nó ra những con metallic thì cái số lượng ít thôi. Thì những cái con như cái con 27 á là nó thuộc dạng những con candy đó, nhưng mà do đá với con file á, nên thành ra nó ra được cái bộ màu đó nha anh chị. Rồi 28 cũng là một con hàng sưu tầm luôn ha. Bé này tơ, màu rất là độc nha anh chị. Thì hồi hôm trước, cách đây khoảng tuần á, em cũng có lên một con cũng màu đen độc vậy á. Anh chị ủng hộ rất là nhiều. Nói chung là được có con hai con anh chị. Con kia thì nó lạ hơn con này xíu. Nay cũng có một con đặc biệt. Thì anh chị nào mình yêu thích những con sưu tầm thì có thể chọn những bé đó nha. Rồi bé 29 cũng là bé cuối cùng ha. Em xin kết thúc video ở đây. Chúc anh chị có buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc gia đình của mình nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi hết clip, cũng như là cảm ơn anh chị đã ủng hộ em trong thời gian qua rất là nhiều nha.